我有我自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。你以为我是臭要饭的？我忍了3年，就是想等一个机会，争一口气。Nhớ like video và đăng ký cho mình nha, mình cảm ơn nhiều ạ. Nếu mà các bạn vẫn còn nhớ cái trò chơi này, mình đã chơi một lần trên kênh mình rồi. Mình thấy anh bạn Randerpie này, anh bạn ấy ra cái tựa game mới về Five Nights At Shrek's Hotel. Tôi chơi phần 1 rồi nhưng mà anh ấy bảo đây là phần 2. Chúng ta cứ biết thế thôi chứ tôi cũng chả rõ được. Vào chơi thì mới biết được. Let's go. Bạn chỉ là một khách hàng vô gia cư, cũng giống như lần trước thôi. Bạn sẽ phải ở lại 5 đêm. Bạn biết là nó sẽ ổn thôi, nó vẫn luôn ổn như vậy. Đêm thứ nhất. Ủa vậy là tôi vào tôi ở luôn à? Không khoan nào, đây là bản 1 mà. Có gì mới ở bản này không anh Dạy? Oh hello there, welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Ồ, lần này là nói chuyện có tiếng nhá. Không rõ là bản này là bản mới hay là bản cũ nữa. Tại vì cái map nhìn giống hệt. Vẫn là cái cửa đấy. Ồ, vẫn là cái cây đó. Vẫn là Shrek làm lễ tân của cái khách sạn của chính anh ta mở à... Hi, can I get a room for 5 nights please? Cho em một phòng 5 đêm được không anh? Sure, we have an empty room on the second floor. Vậy là còn một phòng trống ở trên tầng 2. Như mồm anh này cần cái quạt trần quá nên méo em mồm rồi thì phải. Mọi thứ nó vẫn như cũ à? Nếu mà nó là bản cũ thì chúng ta đã mất thời gian nhá. Tôi không rõ đây bản cũ à, mới đừng trách tôi. Bản mới đấy anh em ơi. Thứ nhất là cái cửa này nó đã thay sound effect này. À, thay cái đầu ở đây rồi này. Đầu ở đây nó đã từng là một cái đầu rất là khác. Nó đã từng là đầu của nhân vật lừa bạn Shrek ấy. Lần trước tôi vào tôi nhìn thấy luôn đầu của bạn thân Shrek ở đây luôn. Chúng ta cũng chỉ là một vị khách homeless customer, vị khách vô gia cư à, nếu mà tôi dịch không lầm. Hình như tôi dịch lầm rồi. Cho nên là một khách sạn có chất lượng như này là ổn rồi nhá. Và khách... Bánh gừng đây nó có điều gì đấy đang giấu tôi đấy. Đây là tình trạng của phần đông giới trẻ sau cái Tết năm nay đây mọi người. 1, 2, 3, 4 cằm nhá. Tổng cộng là 4 cái cằm. I need to take a dump before sleep. Nhưng mà trước khi đi ngủ chúng ta cần phải đi vệ sinh đã. Phòng ngủ của anh em mình là có giá để đồ nhưng mà lại không có cái đồ nào được để. Và một cái giường nhá. Và một cái máy sưởi. Ít nhất thì chúng ta sẽ có một đêm được ngủ trong một cái tình trạng ấm áp. Có cái khách sạn nó ấm cúng như này cũng hay. Thật ra là hơi tồi tàn chứ không ấm cúng đâu. Hơi tồi tàn đấy. Cho đi vệ sinh với ạ. Sắp đi ngủ rồi ạ. Từ chắc phải xin chìa khóa. Excuse me, where is the toilet? The toilet is over there. Toilet ngay bên này. Don't you dare pissing on the walls. Đừng có đá lên tường nhé. Được. Được, em làm đúng ở nhà em thôi chứ đi khách sạn em không bao giờ làm. Ui ôi, bẩn thế. Nó không có cái bệ để ngồi ấy, cho nên là nó phải lót giấy ở đây các bạn. Thôi mình dùng tạm đi, dùng tạm vậy. Ủa. Cái tiếng này là tiếng cũ mà nhờ. Xả nước. Thôi thực ra là nếu mà không xả nước cũng được. Tại vì ông Shrek đấy ông ấy dặn mình là không tè lên tường thôi mà. Miễn là không tè lên tường là được. Phức tạp mọi thứ này làm gì. Thôi để em vào em xả nước cho. Ok chúng ta đi ngủ thôi. Mai có câu chuyện hay đang chờ đây. Đêm thứ 2. Tình hình nhá. Là anh mày ở đây khoảng 3 ngày nữa thôi, 4 ngày nữa thôi. Cho nên là mấy thằng cu em này phục vụ anh nó cẩn thận. Lát thằng bánh gừng này lên lau cho anh cái giường nha em nhá. Thằng này bớt nhăn mặt. Từ từ. Thằng này bớt nhăn mặt đi, tao hơi có khó chịu rồi này. Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Đêm qua cậu đi bãi rất là to trong phòng vệ sinh của tôi, tốn rất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp nó. Now you have to help clean up the toilet floor. Hôm nay cậu sẽ phải giúp dọn dẹp sàn vệ sinh. Được rồi, tôi nhớ là lần trước tôi cũng phải làm thế. Đưa cái chổi ấy xem nào. Đưa đây. Nhưng mà tại sao làm tắc cống lại phải lau dọn phòng vệ sinh? Không hiểu lắm. Nó làm tắc cống thì phải đi thông cống chứ sao lại phải lau phòng vệ sinh nhỉ? Ông là vô lý thật. Làm gì còn cái vết nào nữa đâu. À đây. Ok, sạch rồi mọi người. Để cái chổi đây lát con bánh gừng nó vào tự lấy. Nó buồn vì tôi lấy trôi của nó này. À không phải tại cháu nhá, không phải tại cháu. Nên ngủ thôi. Lau phòng vệ sinh là được ngủ mà đúng không? Theo lời thỏa thuận là vậy. Who was that? Ai đó? Tìm được quả vận động viên và ngủ thôi. I don't feel sleepy. Tôi không cảm thấy buồn ngủ. Maybe I should take a look at the paintings. Có lẽ là tôi nên đi xem những cái bức tranh vẽ. Hội họa thật đấy. Mũi lắm. Tên này ăn ít bánh chưng rồi nhé các bạn ơi. Hội họa. Oh no, what have I done? Phải nói là nhân vật của tôi chơi nhá, là một nhân vật đi vệ sinh không xả nước, xem tranh chân dung của người ta thì hắt xì vào mặt thành như này. Thật ra là tôi không thể nào bênh được nữa rồi. Chắc là cái kết của nhân vật này phải là cái chết. Tôi phải làm gì đó thôi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Một là chạy đi, hai là giấu bức tranh. Nếu mà chạy đi cơ hội sống thì sẽ còn. Giấu bức tranh là kiểu gì mấy thằng kia nó cũng biết. Thằng bánh gừng nó sẽ mách tôi ngay. Thằng đấy nó ghét tôi vừa lấy cái chổi của nó. Chạy đi. Nó ý rồi anh em. Không phải như vậy, Là nhân vật chính là nên... phải làm lại từ đầu á. Ok, chạy đi là không phải rồi nhá. Ban nãy thì nó khép góc như thế thì không thể nào chạy được. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giấu bức tranh đi. Phân tích của tôi hoàn toàn là sai lầm. A few minutes later. Ngắm tranh làm sao lại không thấy cái sự liên quan đâu. Tôi phải làm điều gì đó thôi. Chúng ta sẽ giấu bức tranh đi. Để giấu bức tranh. Nó vẫn đuổi nha. Oh, that was close. Ôi tí chết. Who could it be? Nó có thể là ai được nhỉ? Căng thẳng anh em ơi, căng thẳng. Nó sẽ phát hiện ra cái bức tranh này là tôi làm mất. Khá là căng thẳng này. How could I help? Em giúp gì anh ơi? Là anh Shrek luôn rồi. Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Shrek vẫn chưa phát hiện ra là cái bức tranh của mình đã đi mất. Chỉ đang check tí thôi, nghe một số những cái tiếng động ở trên khác cho nên là lên kiểm tra thôi. I didn't hear anything. Em chả nghe gì cả anh ạ. Are you sure? Mày có chắc không? Này ông là ông trông khách sạn thôi mà ông bố đời vậy. Yes, everything is fine. Người ta đã bảo không có gì rồi. Alright, good night then. Có trả tiền, yên tâm đi ngủ ấy các bạn. Sống qua ngày thứ hai rồi. Mặt anh Shrek anh căng. Tôi bảo nó mách lẻo tôi mà. Không phải như nó nói đâu anh ơi. Nào, nào. Tao cắn cho miếng bây giờ đấy. Kể đâu rồi. Liệu hồn tao nhá. Thấy cái phần vai này trông được này. Trông dày bột. Cẩn thận tao đấy. I feel very hungry. I should go to the food court. Tôi cảm thấy rất là đói. Tôi nên đi đến phòng ăn. Thật là đến được phòng ăn với cái mặt của cái thằng chủ khách sạn nó trông như này không? Khách đối diện phòng tôi này. Hello. Thằng này ngớ ngẩn anh em ơi, thôi bỏ qua đi. Ấn E để tương tác. Tôi nên ăn gì? Chắc là mấy cái lựa chọn ăn đồ ăn này nó không ảnh hưởng gì đến cái kết cục của game đâu đúng không? Nên là tôi sẽ chọn thứ tôi thích ăn nhất. Cái pizza trông ngon này, lấy pizza. I want to sit down and eat my food. Tôi muốn ngồi xuống và ăn đồ ăn của tôi. Sao phải ngồi đây vậy? Bàn kia trống thì không ngồi. Hey, how are you doing? Ổn không ạ? Mà nó méo lắm, nó không ổn lắm anh em ạ. Ăn phát. Rồi, no rồi. Bye bye mèo nha. Mèo này là có sống không? Mèo này có thật không hay là nó tượng nhỉ? Thấy nó có thở đâu, nó đơ lắm các anh em ơi. Cái cổ này trông như quả tăm ấy. Thiết kế kiểu gì nhân vật buồn cười vậy. Chết đến nơi rồi anh em ơi. Anh em phải nhớ nhá là Shrek này có luôn một quả kiếm sĩ trong khách sạn để phục vụ đồ ăn nhá. Tôi lệch là tôi chết đây. Sống làm sao được trong một cái khách sạn mà nhìn chủ khách sạn mặt cứ này. Ngủ anh em coi như là chưa gì xảy ra. Thằng bánh gừng ấy chắc chưa nói gì đâu. Con Shrek đi đâu rồi? Vào làm cái pizza đã. À hôm nay không phục vụ đồ ăn. Chắc là Shrek bảo về đi, hôm nay tao việc cần xử lý đấy các bạn. Thứ Shrek cần xử lý hôm nay chính là tôi chứ còn cái gì nữa. Did you do this to my great great grandpa picture. Mày làm điều này với bức tranh của cụ cố tao à? Chắc chắn là có sự hiểu lầm. I have had enough of your troubles. Tao chịu đựng mày đủ lắm. Now you must pay this off by working a night shift for me. Đó, nói chung là đã bị phát hiện và bây giờ chúng ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình bằng việc làm việc ca đêm cho Shrek. Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. Xuống dưới lấy hộp và sau đó đặt vào trong nhà kho. Thực ra là Shrek xử lý tôi thấy cũng hợp tình hợp lý. Ừ, nó cũng đúng. Chưa làm gì không, nói chung là quá đà cả. Tôi xứng đáng mà, nói chung là cuộc đời mà anh em, sai lầm phải trả giá thôi. Nó cho em đi qua cái. Anh có chắc là em vào đặt hộp là anh không giết em đấy? Đúng rồi, Shrek chỉ muốn dạy cho anh em một bài học thôi, không có ý định hại gì cả. What the dog doing? Gặp cái thằng Trang áo ngơ này nữa. Hey, how are you doing? Con trẻ mà tóc đâu hết rồi. Nói cứ ảo hãng tôi đấy. Hello, I'm fine. Do you need any help? Hello, tôi ổn. Ông hôm nay nói chuyện này, bạn có cần sự trợ giúp nào không? Thanks, it would be great if you could bring a box upstairs. Ủa, quá tuyệt luôn bạn ơi. Sẽ rất là tuyệt vời các bạn mang hộ tôi một cái hộp lên trên nhà bạn đây. Ừ, nhanh nhẹn gấp cái tướng kìa trông. Được quá các bạn. Hóa ra là mục đích cái con nhân vật này xuất hiện đầu game cũng chỉ là giúp đỡ mình thôi. Cảm ơn bạn nhá. Người đâu mà dễ thương ghê. Đặt này. Rồi em xong việc rồi anh. Good boy. Now you can go sleep. Ngoan lắm. Giờ mày có thể đi ngủ. Tôi đang bị thái độ thì nó làm cái hành động này thì khó cho tôi thật. Khó thật. Đi ngủ thôi. Midnight, không giờ. Cái gì vậy? Hình như là lần trước tôi có cái concept giống hệt như này đúng không? Nói chung là chơi một tựa game kinh dị mà bầu trời nó chuyển thành màu đỏ là các bạn hiểu cái chuyện gì đó đang chuẩn bị diễn ra rồi. Phòng thằng này được cái đèn đẹp hơn phòng tôi này. Hả? À nhưng mà nó cũng chết rồi anh em ạ. À. À! Em bê hộp rồi anh còn giết em anh. Anh chơi kỳ vậy anh Shrek. À chưa giết, tôi chỉ bất tỉnh thôi. Nước Shrek. Nước Shrek này là mồ hôi Shrek cả. Ôi tôi uống vào mồ hôi thôi, được rồi. Bỏ qua nhá. À, I feel strong. Ôi tôi cảm thấy là khỏe. Tôi cảm thấy vâm. Vâm quá nhở. Chết. Cho lon nữa con. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. Nó nói ở đằng sau lưng là đừng nên uống quá một lần trong cuộc đời của bạn. I might overdose. Tôi có thể quá liều. Uống thêm phát nữa đi. Uống thêm phát nữa đi. Vâm à, uống nước vâm anh em ơi. Bạn chết vì quá liều. Em đè lắm. Đó là một cái ending đấy à? Chắc là chỉ uống được đúng một lon thôi thật. Chết mất rồi, uống 2 lon là chết. Một lon thôi là đủ vấp. I feel strong. Tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh đây này. Shrek đầu ra đấm nhau phát. Ra làm tí va chạm nhỉ bạn ơi. Bạn nào xanh xanh đô nhất trong này là pha tí nhỉ. I feel weak again. Tôi lại cảm thấy yếu. Ôi chết. Cái gì đấy game? Sao khỏe được có đúng đi từ trong kia ra đây vậy? Chắc là hết tác dụng rồi thì có thể. It says on the back to not. I might overdose. Có thể lấy 1 lon nhưng mà không uống. Tức là bạn đi với tôi. Here, take this energy drink and drink it. Uống và khỏe lên đi bạn ơi. Uống và vâm thật. Vâm lên nào. Ôi! Nó đuổi. Mặt nó nhìn ngu vãi. Chắc là người bạn kia sẽ cứu tôi. Tôi đoán là người bạn kia sẽ cứu tôi. Người đuổi là Shrek nhưng mà mặt jump scare lại là bát giới nhá. Nó sẽ là có 2 ending. Một là chết toi, nhưng mà nó sẽ có cái ending đó là người bạn kia ở chúng ta sẽ cứu chúng ta. Nhưng mà cái giấc mơ ban nãy là anh Anh này là chết rồi mà nhỉ? Tưởng anh ấy chết. Ok, chúng ta đã cảm thấy yếu lại. Và here, take this energy drink and drink cho anh bạn này đồ uống. Ta bẻ cong được thôi. Cái thằng Shrek này nó đập một phát là vỡ luôn cái cửa các bạn. Không khỏe bằng Shrek đâu. Không cơ hội đâu. Chạy. Trái này. Trái này, rẽ phải này. Phòng chống này. Phòng chống rồi, chết rồi. Một Shrek này trông ngu ác. Chính là cậu ấy ư. Nhìn phát là có thể đoán được là ai sẽ thắng rồi nhá. Chúng ta hey, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. Shrek bảo là bạn đừng hòng không đăng ký kênh cho Duy Lê nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã like video và đăng ký kênh cho mình. Mọi người vào những cái video tiếp theo, nếu thấy video hay đừng quên like video và đăng ký kênh. Giữ sức khỏe và đừng có ở khách sạn nào quá 5 đêm nha mọi người. Nhất là khách sạn nào mà có con Shrek. Bye anh em nha.